Kể từ khi rời khỏi mẹ, con báo đốm đực trẻ tuổi này đã bỏ qua ít nhất 2 cơ hội để thử giết mồi. Nó là loài báo đốm Nam Mỹ. Nó đang sắp chết đói. Khi phát hiện một con cá sấu caiman đơn độc, nó biết đây là cơ hội cuối cùng và chớp lấy thời cơ. Một con báo đốm giàu kinh nghiệm sẽ dùng răng cắm xuyên qua sọ cá sấu để làm thủng bộ não lớn tương đương quả óc chó, khiến cá sấu chết nhanh. Nhưng con đực thiếu kinh nghiệm này buông lỏng móng vuốt và để cá sấu lộn vòng. Báo đốm thử dùng chiến thuật khác, tấn công vào cổ họng. Nó đã mất cơ hội giết mồi nhanh gọn, như những gì mẹ nó đã dạy. Bây giờ sẽ là cuộc chiến về sức mạnh và sức bền. Cả hai con vật đều thoải mái dưới dòng sông, nhưng cá sấu caiman có một lợi thế lớn so với báo đốm. Nó có thể ở dưới nước mà không cần thở trong một tiếng. Cá sấu có một lớp màng dày chắn sâu cổ họng, ngăn nước xâm nhập phổi và khiến nó chết đuối. Và nếu cá sấu có thể duy trì trạng thái này, chờ đợi thời cơ thích hợp để lộn vòng nhanh chóng, nó có thể xoay chuyển tình thế. Cá sấu caiman dai sức sẽ không bỏ cuộc. Báo đốm cũng vậy. Con đực trẻ tuổi sử dụng sức mạnh để dìm cá sấu xuống dưới mặt nước. Chỉ một lượng nhỏ nước vào phổi cũng sẽ khiến cá sấu chết đuối. Sự căng thẳng từ cuộc vật lộn bắt đầu tác động lên cá sấu, nước xâm nhập phổi của nó và cơ thể nó trở nên tê liệt. Cá sấu đã thua cuộc. Báo đốm trẻ tuổi vừa hạ gục con cá sấu caiman đầu tiên. Một thành tựu tuyệt vời, nhưng sai sót của kẻ thiếu kinh nghiệm khiến nó mất quá nhiều sức lực. Nó nghỉ ngơi một chút. Thử thách với nó vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn phải kéo xác cá sấu lên trên khỏi mặt nước. Nó không thể ăn cá sấu dưới sông, dòng chảy rất mạnh và khu vực này cũng quá lộ liễu. Lựa chọn duy nhất của báo đốm là kéo xác cá sấu lên bờ. Mực nước sông quá thấp, còn bờ thì quá cao. Con đực trẻ tha mồi đi tìm một lối thoát dễ hơn. Cuối cùng, nó tìm được vị trí lý tưởng và kéo con mồi lên nền đất cao hơn. Nó lại nghỉ một chút, rồi lôi con mồi vào bụi cây. Giờ nó có thể thưởng thức bữa ăn của chính mình. Không tệ với chuyến săn thành công đầu tiên khi không có sự trợ giúp của mẹ bên cạnh.